Làm thế nào để phòng tránh đột quỵ khi trời trở lạnh là nội dung mà chia sẻ ngày mới hôm nay sẽ chuyển đến quý vị. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Thưa quý vị, tại các tỉnh miền Nam, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, tuy không có mùa đông nhưng thời tiết cuối năm cũng xuống khá là thấp. Đối với những người lớn tuổi hoặc là những người có bệnh lý nền như là cao huyết áp, tim mạch hay là đái tháo đường thì trời trở lạnh cũng gây ra nhiều nguy cơ đột quỵ. Và thưa quý vị, theo một nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Jena của Đức, thời tiết lạnh có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ lên đến 30%. Và trên thực tế, ghi nhận ở nước ta, trong những tháng mùa đông, số bệnh nhân đột quỵ nhập viện cũng tăng từ 10 đến 15% so với ngày thường. Làm thế nào để phòng tránh đột quỵ khi trời trở lạnh là nội dung mà chia sẻ ngày mới hôm nay sẽ chuyển đến quý vị. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Trong năm 2019, Khoa Thần Kinh Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận hơn 60 bệnh nhân đột quỵ. Từ đầu năm đến nay, khoa tiếp nhận hơn 120 trường hợp đột quỵ, trong đó đã có hơn 10 trường hợp tử vong do không được cấp cứu kịp thời. Tính riêng trong tháng 11 vừa qua, Bệnh viện Bà Rịa đã có khoảng hơn 12 ca nhập viện do đột quỵ. Tại Bệnh viện Lê Lợi, trung bình mỗi tháng tiếp nhận từ 30 đến 45 trường hợp bệnh nhân đột quỵ. Theo các bác sĩ, càng về cuối năm, khi nhiệt độ hạ thấp thì số ca đột quỵ càng gia tăng. Nguyên nhân là khi nhiệt độ thấp, mạch máu sẽ giảm tính đàn hồi, lòng mạch co lại và hẹp hơn. Đồng thời, máu cũng có xu hướng cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành những cục máu đông. Nếu chúng di chuyển lên não và kẹt lại ở khu vực lòng mạch hẹp, sẽ làm tắc mạch máu, dẫn tới việc cung cấp máu, dinh dưỡng và oxy lên não bị gián đoạn. Khi đó, các tế bào não không đủ dinh dưỡng và oxy sẽ dần hoại tử. Tình trạng này được gọi là đột quỵ nhồi máu não. Giữ ấm cơ thể là cách tốt nhất để tránh nguy cơ đột quỵ. Mình không nên đi ra ngoài vào những cái lúc thời tiết nó lạnh như là về đêm hoặc là sáng sớm. Mình nên tắm nước nóng và cũng không nên tắm vào lúc về đêm hay là sáng sớm. Ăn uống thì nhớ ăn uống đủ chất, ăn uống đủ năng lượng. Ngoài ra thì trong mùa lạnh thì chúng ta phải mặc đồ giữ ấm, đủ ấm. Hoặc là sau khi mà thức dậy á, thì cũng có cái khuyến cáo là không nên bước xuống giường ngay. Mình có thể nằm tại chỗ vận động khoảng từ 2 đến 3 phút cho cơ thể nó nóng và nó thích nghi được với cái môi trường thời tiết thì mình hãy xuống giường. Người cao tuổi, nhất là người có nhiều bệnh lý nền như cao huyết áp, tim mạch hay đái tháo đường, viêm phổi, đang ở trong chăn ấm mà đứng dậy sẽ dễ bị nhiễm lạnh. Sau khi đi vệ sinh sẽ thêm một lần mất nhiệt, cơ thể càng lạnh hơn nữa, sẽ khiến cho mạch máu co lại, huyết áp tăng cao đột ngột. Tình trạng này dễ dẫn đến các biến cố như vỡ mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Với những cái bệnh nhân mà đã có sẵn bệnh lý, ví dụ như là tiểu đường, tăng huyết áp hay là rối loạn mỡ máu thì mình bắt buộc phải vẫn uống thuốc theo toa của bác sĩ và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thì trong cái mùa lạnh này, tất cả những cái vấn đề mà được khuyến cáo cho các bệnh nhân dự phòng thì cũng tương tự những cái mùa khác trong năm thôi. Thì vẫn là sinh hoạt điều độ, ăn uống điều độ, tập thể dục đúng. Theo các bác sĩ khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Bà Rịa, bên cạnh việc giữ ấm cũng cần tránh những tác nhân xã hội như stress, căng thẳng, giữ cho tâm tĩnh, tinh thần thoải mái, huyết áp ổn định. Đồng thời cần loại bỏ những thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày như hút thuốc lá, uống rượu bia, tăng cường vận động, sống lành mạnh. Đặc biệt, bản thân người bệnh hoặc người xung quanh khi thấy các dấu hiệu như méo miệng, nói ngọng hoặc không nói được, yếu tay chân một bên thì phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu kịp thời để tránh tử vong hoặc phải gánh chịu những di chứng hết sức nặng nề về sau.